Thưa quý vị, ngày 13 tháng 12 năm 2017 đánh dấu 80 năm sự kiện thảm sát Nam Kinh khiến hàng trăm ngàn người Trung Quốc thiệt mạng dưới tay quân đội Nhật. Trung Quốc đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát, đồng thời khẳng định sẽ cùng với tất cả các nước khác thúc đẩy hòa bình thế giới. Hàng chục ngàn binh sĩ, công chức và học sinh Trung Quốc đã tập trung tham dự lễ kỷ niệm 80 năm vụ thảm sát Nam Kinh. Tham dự sự kiện còn có Chủ tịch Tập Cận Bình. Đây là lần thứ hai ông có mặt kể từ khi Trung Quốc chính thức tổ chức lễ kỷ niệm đầu tiên năm 2014. Theo thống kê của Trung Quốc, trong 6 tuần kể từ khi quân đội Nhật chiếm được Nam Kinh, 300.000 thường dân và binh sĩ Trung Quốc đã bị giết hại bằng nhiều hình thức. Đây luôn là vấn đề gây nhức nhối trong quan hệ Trung-Nhật. Tại lễ kỷ niệm, Trung Quốc khẳng định sẽ không bao giờ quên thảm họa gây ra bởi quân phiệt Nhật. Nhưng nước này sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với tất cả các quốc gia láng giềng, bao gồm cả Nhật Bản, trên cơ sở thân thiện và chân thành.